Rồi, chào các bạn và mọi người ha. Thì hôm nay có con DH850, con này đời mới luôn anh em. Hàm 2m3 luôn đó các bạn. Con này còn mới chát luôn, chạy chưa được 500 giờ các bạn. Con này lót cái nóc toàn bộ hết trơn ha, máy bóng lưỡng luôn. Nó tại vì đang chạy ngoài đồng thì nó xịn với anh em, nhìn nó bóng kìa. Hay ghê không? Thì con này của chủ gửi qua khi mình bán giùm nha các bạn. Con này anh em muốn biết giá cả anh em liên hệ vô số điện thoại mình để trên video ha. Con này anh em khỏi chơi, con này mới chạy có là gọi là chạy lướt anh em, mới 470 mấy giờ như 500 giờ đi anh em ơi. Thì quá trời, nói chung là quá trời mới đi. Con này anh em khỏi nói chung về máy móc, anh em chỉ thương giá cả thôi. Thì anh em muốn giá cả thì cứ liên hệ vô số điện thoại của mình ha. Thì mình đã lên trên video đó, thì cho anh em điện liên hệ. Thì mình không để số, một số anh em mua đi bán lại rồi đó. Đây 7 giờ 476 giờ. Mình không để giá là một số anh em cũng lại làm đại giá thì sợ anh em ta mua không được á, này ta bán không được. Anh em nào có mua nhu cầu mua máy này thì liên hệ số điện thoại trên cái video của mình. Máy này hàm H3 nha anh em, máy này đời mới luôn, là 2020-21 gì đó, rất là đẹp luôn. Máy anh em khỏi chơi gì, inox lót toàn bộ hết trơn rồi, sườn bọng gì máy mấy cái đời sau dân ma này ta làm gọi chơi anh em. Anh em chỉ mua về là lụm chạy, con này như chạy lướt nha các bạn. Hàng này miếng nó mà mới ra, hàng này cũng tiền lắm à, 700 mấy á.